xin chào mọi người đến với tập 4 của chương trình Tales of Freedom và tôi là Thông Hoàng. Tôi là My Trần đến từ Harley Division Việt Nam. Và phong trào chơi Harley Davidson không chỉ mạnh mẽ ở miền Bắc, miền Nam mà còn rất phổ biến ở miền Trung, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng. Cho nên hôm nay xin mời tất cả mọi người sẽ gặp một người Anh, một người đặc biệt tiên phong chơi Harley Davidson ở Đà Nẵng. Hiện anh đang là Head Rock Captain của Hóc Đà Nẵng Chapter. Và không ai khác đó chính là anh Tăng Quốc Phong, khách mời đặc biệt trong chương trình tập 4 của ngày hôm nay. Tình hình của chúng ta thì hiện là di chuyển khá là khó khăn. Cho nên là hôm nay xin phép được gặp anh Phong ở trên nền tảng trực tuyến. Dạ em chào anh ạ. À. Dạ chào anh. Dạ tụi em rất vui khi được nói chuyện với anh hôm nay. Thực sự đây là lần thứ ba tụi em đã được uh, trò chuyện cùng với anh. Hai lần trước chúng ta đã được gặp nhau qua hai talk show đó chính là Saturday Talk và Talk Custom. Không biết là anh có còn nhớ tụi em không ạ? Thong Mi. My anh rất vui gặp lại hai em trong hôm nay còn trong hai tác show trước đó là Saturday Tắc và là Tắc Cúc Tâm đó, thì anh cũng bận nên tham gia nó cũng chỉ có một ít thời gian à dạ <laughs> yeah. mình được gặp gỡ với nhau như vậy là rất là vui ạ à. được người anh nhớ đến như thế này hiện tại thì tình hình dịch bệnh phần nào đã được kiểm soát thì anh Phong ơi công việc của anh đã trở lại bình thường chưa ạ à? Ở ngoài này thì à, mọi người đều phải đi làm lại rồi từ hồi à, đầu tháng 10. Dạ công việc của mình thì có bị dồn lại quá nhiều hay không? Và nếu mà anh em á, mình đã có cái thời gian để gặp gỡ, tụ họp lại và uống cà phê trò chuyện với nhau chưa anh? Mọi người à, đã gặp nhau sau cái đợt dịch đó nhưng mà ngồi nói chuyện với nhau mà đeo khẩu trang thì nó cũng không có sướng lắm. Dạ. Gặp nhau rồi. <laughs> dạ vân thì quay trở lại với nội dung chính của buổi trò chuyện ngày hôm nay về trải nghiệm dòng xe Harley Davidson của anh phong thì tụi em được biết là anh đang sở hữu mẫu xe touring cỡ lớn CVO roadline Vậy anh ơi, anh đồng hành với chiếc xe của mình được bao lâu rồi ạ à? với con uh, roadline CVO thì uh, mình cũng đi được khoảng uh, gần 2 năm dạ gần hai năm, 2 năm. Ừ. À, vậy trước khi uh, sở hữu dòng xe này thì anh có trải nghiệm qua dòng xe nào của Harley Davidson không anh mình đến với uh, Harley thì Đầu tiên vẫn như những người khác, từ con xe nhỏ, nhất là 48 Xong rồi uh, mình cảm giác nó, nó hơi nhỏ Xong mình lại uh, chuyển qua con Streetline mình xem thử có vừa sức mình hay không Sau đó mình cũng chưa có mãn Mình uh, tiếp tục là một con uh, Ultra CVO Sau con Ultra CVO thì mình mới đổi qua Roadlight CVO Dạ, vậy thì uh, lý do chính mà anh lại chọn uh, CVO Redline làm uh, cái chí mã đồng hành bên cạnh mình là gì anh? Mình trải nghiệm được nhiều xe, nhưng mà con Redline CVO thì dáng dấp của nó nói như nào cho đúng, nó nó trẻ hơn con Ultra mình đang đi trước đó. Mình cảm giác mình mình muốn được trải nghiệm và khi mình chạy con Redline CVO rồi thì um, khả năng cao là điểm dừng của mình sẽ là ở đó. Dạ. Vậy là anh đã tìm được mẫu xe từ Harley Davidson phù hợp với tính cách và cái sở thích của mình. Và cho em thắc mắc một xíu ạ. À. Thì hồi nãy em có nghe anh nói là anh đã chạy từ Harley 48 xong rồi mình chuyển lên qua các dòng touring. Vậy cái trải nghiệm về các dòng xe sporter với lại các dòng touring của Harley Davidson thì anh có cảm giác như thế nào không ạ? À? Có thể là mỗi người một cảm giác khác nhau nhưng mà cái sự trải nghiệm của mỗi dòng xe Harley nó đều mang lại một cái cảm giác cho mỗi người ở thời điểm đó hoàn toàn khác à, đối với con Sporter thì rất là linh hoạt rất là nhẹ nhàng nhưng mà à, để mà đi xa và đồng hành cùng mọi người á thì con Sporter nó không nó không kham nổi theo theo số đông à, vì vì mỗi chuyến đi một đến hai cây thì Sporter sẽ sẽ không theo kịp um, với mọi người à, có, có thể là gió bạc quá hoặc là uh, xe nhẹ quá không có chỗ để bỏ đồ đại loại như vậy cho nên là là supporter thì mình chỉ trải nghiệm một thời gian nhưng nếu mà um, để đi phố hoặc là đi dạo thì supporter sướng hơn touring rất nhiều. Dạ vâng ạ à. thì uh, như mọi người cũng đã biết CVO Roadline là một trong những chiếc touring có thể nói là đỉnh cao của nhà Harley Davidson Xe được trang bị rất là nhiều công nghệ cũng như là tính năng Vậy đối với anh Phong thì tính năng nào là cái tính năng mà anh tâm đắc nhất à? Thực ra thì đã đến đã sử dụng cái dòng CVO rồi thì mình nghĩ là nó như là full option à? cái gì nhà sản xuất đưa ra nó cũng đều phù hợp với lại cái 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 nhu cầu sử dụng của người lái xe thành ra là mình nghĩ là 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 tất cả các tính năng của nó đều ok đều phù hợp đã sản xuất sẵn trong xe rồi là xài thôi mình không có bỏ qua tính năng nào hết dạ à em thấy là tất cả các anh em biker hay là những anh em chơi xe thì đều muốn độ cho con xe của mình thêm sự đặc trưng đặc biệt vậy thì anh Phong anh có độ cho chiếc mã của mình bộ phận nào không ạ à? à, xe của anh thì anh cũng không có nâng cấp gì nhiều vì nó là bản CVO thì em cũng biết là à, hầu như nó full rồi nên là anh chỉ thêm một số công cụ hỗ trợ như đèn và còi để đi đường cho nó tiện những cái thao tác khác khi mà đi lại trên đường thôi chứ còn hầu như anh không đổ thêm gì vậy còn về bộ phận âm thanh thì sao ạ anh âm thanh thì uh, qua đời 2021 này thì anh chưa có trải nghiệm được cái rock kho nhưng mà uh, anh thấy cái bum rất là ok người ngồi nó cái loa bum nó hầu như là nó đưa cái âm thanh vào đúng vị trí người sử dụng như là người ngồi trước người ngồi sau nó đưa âm thanh vào đó chứ không phải là nó vang ra hai bên hay là ở ngoài đều mà nó đưa thẳng âm thanh vào đó rất hay anh thích dạ vâng thì với con CVO này thì cái chuyến đi mà xa nhất của anh với chiếc xe là khoảng bao nhiêu km à và mình đã đi tới đâu vậy anh à, mình đi xa nhất với con xe này là mình đi cà mau đất mũi cà mau anh có thể kể thêm về cái hành trình mà chạy là mình sẽ chạy xe từ đà nẵng đi xuống tới tận cà mau đúng không anh đúng rồi mình yeah. à, cái dịp đó rất là mình luôn nhớ hóc hà nội vào đà nẵng cùng hóc đà nẵng đi chơi đi mũi điện Mũi điện ở phú yên sau đó là đi thẳng xuống là mũi cực nam à, cho đi mũi điện là cực đông đó xong là đi cực nam là ở cà mau là gặp hóc sài gòn tại uh, cực đông của tổ quốc là mũi điện xong là ba hóc bắt đầu hành trình đi cà mau chuyến đi đó là thực sự là có quá nhiều cái để nhớ đó là chuyến xa nhất của con online vừa rồi vậy thì với cái hành trình mà dài ngày như vậy thì với một con 3 g cỡ lớn thì anh cảm thấy là rất là phù hợp với mình phải không ạ à? chiếc xe nó có đảm nó có phục vụ tốt cho anh về mọi trải nghiệm không anh thực ra thì con Turin này mình con online mình rất là ưng ý khi mà đi xa đồ để mình đi uh, hai người mà đồ để thoải mái cho cả hai vợ chồng mà. mang theo được cả mũ phụ để để đi dạo nữa. <laughs> Nên là mình cực kỳ thích ở cái câu chuyện là, là là chứa được rất là nhiều đồ chạy ngoài đường thì rất là an toàn và um, mưa gió không phải ngại gì cả. Mình rất là ok, mình rất là thích. Dạ yeah, em nghĩ là chắc hẳn những anh em khác cũng sẽ nghĩ như vậy à. Chúng ta chứa được nhiều đồ nè, đi xe và lại rất thuận tiện và thoải mái nữa Vậy thì anh ơi, với một chiến mã cỡ lớn như vậy Thì bản thân anh ngoài những chuyến đi tour thì mình còn à, sử dụng chiếc xe cho dịp gì nữa không ạ? À? Thì à, ngoài tour ra thì hàng tuần thì anh em hay tụ tập cà phê Rồi à, hỗ trợ cho dealer đi à, đào tạo cho những, cho, cho những thành viên mới à người những cái xe. những cái buổi Những cái buổi gọi là hướng Chắc dẫn kỹ năng lái xe an toàn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thường là như vậy, những buổi đó thì một tháng sẽ làm một lần. Còn lại là anh em hay tụ tập cà phê hoặc là đi đâu đó gần gần ăn uống rồi về thôi chứ cũng không 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 có lịch nhiều. Vâng, thì à, cho em thắc mắc thêm một xíu nữa. Bình thường ngoài cái sử dụng CVO là một chiếc xe hai bánh, thì anh còn có một chiếc xe hai bánh nào khác để phục vụ cái cái nhu cầu cá nhân của mình không anh? Mình đang nghiên cứu tìm một dòng gì đó nó phù hợp gọn hơn rất nhiều để để đi trong phố của Harley mà mình chưa có quyết định là sẽ lấy cái nào để mà đi phố vì một tuần đi được có một lần thì cái con đó lai cũng phải nổ máy cũng phải dắt ra chứ không thể không không nổ máy không dắt ra đi được thành nhưng mà chắc là phải mua một cái xe nhỏ nữa để đi cà phê. Dạ vâng thì Harley Davidson mới vừa ra mắt một dòng xe mới cũng thuộc dòng Sporter thì ưu tiên về cái tính tính gọi là thuận tiện cũng như là dễ dàng sử dụng thì nó tên là Spotter S. Thì nếu như mà các anh em có nhu cầu có thể đến các đại lý của Holiday Davidson gần nhất để trải nghiệm. Và hy vọng rằng anh Phong cũng sẽ có mặt ở trong cái buổi uh, lái thử xe đó. <laughs> ok, nhất định. <laughs> dạ. Phải có sẽ gì? được cho... Uh, dạ. Xin được giới thiệu với mọi người lại một lần nữa, anh Phong Tăng đây chính là Head Road Captain của Hot Đà Nẵng Chapter và đây là một vị trí cực kỳ quan trọng nên là xin anh Phong hãy nói chia sẻ thêm về vai trò của mình để cho các khán thính giả hiểu rõ hơn về trọng trách của mình nha anh. Thực ra thì vị trí nào thì cũng như nhau, mỗi người một việc hỗ trợ cho anh em. Thường như bên anh đi thì sẽ vị trí của anh sẽ phải chịu trách nhiệm về lộ trình, cung đường đưa đoàn đi đến nơi về đến trốn mục, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa đoàn đi đến nơi về đến trốn cho an toàn chứ um, tất nhiên là một mình anh thì cũng không thể bao cân hết được thay phiên nhau anh em sẽ có hai ba khác, anh em khác hỗ trợ cho bên anh hỗ trợ cùng với anh để mà đưa đoàn đi đến nơi về đến trốn mục tiêu cuối cùng là như vậy dạ vâng thì để có thể có nhiều kinh nghiệm như vậy chắc hẳn là cái trải nghiệm lái xe của anh Phong có thể nói là rất lâu và đúng không anh thì không biết là cái quá trình chơi xe mô tô của anh tính tới hiện tại là khoảng được bao nhiêu năm anh ha? Thực ra thì cái môn này nó nó mình trải nghiệm cũng khá lâu rồi nhưng không không có hội nhóm như bây giờ. Bây giờ thì hội nhóm thì là nó là đương nhiên nó là thích thú rồi nó được hỗ trợ nhiều cái mà. Còn hồi xưa mình chơi thì nó là đơn lẻ hoặc là dài ba anh em gì đó thì um, mình trải nghiệm môn này khá là sớm từ năm 93 94. Tới giờ là gần 30 20 năm, 20 năm đúng không ta? À 20 năm. Và wow, như vậy là nhờ những cái kinh nghiệm chơi xe như vậy mà anh Phong gọi là đảm nhận cái vị trí Head Road Captain thì anh chính là người tiên phong, người quan sát. Thì bình thường khi mà đi tour thì với nhiệm vụ của mình thì anh có gặp nhiều cái gọi là vất vả không anh? Thực ra thì sẽ không được sẽ không được sướng như người khác. Không 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 được thoải mái như anh em khác, anh em khác có thể là Bớt căng đầu óc hơn, còn mình chịu trách nhiệm với hành trình Thành ra mình hãy dẫn đoàn thì sẽ có câu chuyện là phải căng và dự đoán được Dự đoán được các tình huống ngoài đường nó sẽ phải xảy ra Để mà xử lý trước khi, trước khi cái đoàn mình tới điểm đó Bắt buộc phải, phải tính toán được câu chuyện đó cho nên thần kinh nó hơi căng một chút Nó hơi vất vả một chút nhưng mà vui Vui, dạ, lại là khi à. anh em đi đến nơi, anh em mà đi đến nơi Dừng xe lại mọi người, vô bãi dừng hết là mình cảm giác người mình tự nhiên thả lỏng, thả lỏng ra sướng lắm, cảm giác nó nó phê lắm. Anh có thể ví dụ cho em nghe về một cái một cái gọi là kỷ niệm khi mà anh dẫn đoàn được không anh? Ví dụ như là gặp một cái tình huống nào đó mà khi mà anh dẫn đoàn mình vấp phải thì anh chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế giúp tụi em được biết với à? Kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với anh nè? À? Uh, kỷ niệm thì nó khá nhiều Vì <laughs> mỗi chuyến đi Nó sẽ có một tình huống Nó xảy ra Nó hoàn toàn khác nhau Không có cái chuyến đi nào Là giống chuyến đi nào hết Thì uh, Cái chính là thế sức tập trung Người uh, dẫn đoàn thì bắt buộc phải cực kỳ tập trung cao độ Vì tất cả mọi tình huống Đều có thể xảy ra rất là bất ngờ Giống như đợt vừa rồi Mình đưa anh em đi Quy uh, Nhơn Gần thôi Mấy anh em chỉ là Đi chơi thôi nhưng um, đang chạy ngon lành ngoài đường thì một cụ già là một phát từ bên này qua bên kia đường mà khi mà hãm thắng hết các kiểu và vừa tránh cụ già nhưng tránh không được cụ già càng lúc càng đẩy mình vào con lương mà xe phía sau thì đang dồn tới thì mình không nghĩ là cụ già nó băng ngang sang đường mà ép xe mình như vậy mà cuối cùng là uh, thắng tốt thắng tốt thì cụ nó khoảng tám mấy tuổi rồi mà vẫn đi được xe máy thì mình thấy mình còn sợ mà mà may là các anh em phía sau là là mình không kịp để ra dấu hiệu luôn á không kịp để ra dấu hiệu vì tình huống rất là bất ngờ nhưng may là anh em phía sau cũng tập trung quan sát nên tránh được tình huống đó chứ không là dồn to liền cũng cũng rất là hay em nghĩ rằng là do cái khả năng đoàn kết của anh em thì với lại cái khả năng phán đoán của những người chơi Harley Davidson có thể nói là rất là tốt cộng thêm cái sự tập trung vào nữa thì mình luôn luôn lái xe an toàn. Mọi người có thể thấy là sự dẫn đoàn của người đứng đầu rất là quan trọng và ở một vị trí như vậy thì một mình anh phải xử lý hết tất cả mọi vấn đề tình huống hay là mình có một đội dẫn đường chung với nhau cùng giải quyết với nhau ạ à? à bên mình có thêm ba bạn rock captain thì ba uh, bạn đó luôn phiên dẫn đường cùng với mình chứ với lại là còn cân những cái đoạn phía sau cho anh em nữa để tại vì không phải ai cũng đồng tốc được nên là sẽ có người nhanh và người, người chậm thì mình sẽ dìu lên hoặc là những anh em phía sau nó sẽ đôn đốc lên để đảm bảo cái lộ trình của cả đoàn là không có bị chậm á thành ra là mình có ba bạn phụ với mình đó, đảm. có thể là các bạn nó sẽ đảm nhiệm được những cái việc trong một cái lộ trình mà mình không đi các bạn vẫn đảm nhiệm được luôn giả sử như ví dụ trên đường có trục trặc thì là một trong những người bạn đó sẽ thay thế vị trí của anh đúng không ạ đúng rồi. vậy vân thì uh, em theo em được biết khi mà trước khi tổ chức một cái tour lên một kế hoạch cho anh em đi uh, đi tour thì mình sẽ hay có những cái chuyến đi gọi là chuyến đi tiền chạm phải không anh? Dạ thì uh, với những cái chuyến đi tiền chạm đó thì thường anh sẽ lên kế hoạch là mình cần phải làm gì trước những chuyến đi tiền chạm à? Thường thì khi lên lộ trình đó để mà đi một cái tour cho anh em hóc á thì bắt buộc phải có thứ nhất nếu mà không đi tiền trạm thì phải có dân địa phương là những anh em biker khác tương tác với mình về cái câu chuyện đi lại và ăn uống và thời tiết cái yếu tố thời tiết nó khá là quan trọng mặc dù mình đã đã lựa chọn thời điểm thời tiết đẹp nhất nhưng uh, câu chuyện thời tiết thì không biết trước được nên là một là sẽ thường là sẽ có một số anh em đi tiền đi trạm hai nữa là mình sẽ nhờ các biker địa phương rồi sau khi mà có lộ trình cụ thể hết thì mới có sự chuẩn bị tới cung đường giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ của anh em nhiều việc phải phải làm giả sử như cái chuyến đi cà mau hồi nãy anh có kể thì cái chuyến đi đó là mình bên anh sẽ đi tiền trạm hay là sẽ nhờ bên hot sài gòn đi tiền trạm hay là như thế nào ạ à? cái này thì nó sẽ là như thế này vì chuyến đi đó là Ba hốc đi cùng nhau, thì uh, anh chỉ chịu trách nhiệm đưa đoàn Hà Nội và Đà Nẵng vào đến Phú Yên là cực đông à. của tổ quốc. Từ cái đoạn mà từ Phú Yên trở đi thì là trách nhiệm là Sài Gòn họ lo hết, họ tiền trạm trước, họ chuẩn bị hết mọi thứ rất là chu đáo rồi. Cho nên là chuyện này đó mình rất yeah. là nhàn. <laughs> và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về câu lạc bộ hot đà nẵng chapter và anh phong tăng chính là một trong những thành viên sáng lập ra câu lạc bộ. Dạ khoảng thời gian đó thì anh phong có nhớ là ai là người đề xuất để thành lập hội của mình không ạ? À? Cái việc thành lập này nó là nguyện vọng của tất cả các anh em. Uhm, thì các anh em hay đi cà phê xong rồi uh, uh, ngồi với lại một số bạn bên dealer nữa mới đưa ra ý tưởng là thống nhất là đề xuất thành lập Hóc Đà Nẵng chapter thì à, thực ra nó thời điểm đó nó chỉ có khoảng 16 người có khoảng 16 người là um, tiền khởi điểm ban đầu của Hóc Đà Nẵng chapter À, và hoạt động đầu tiên của hội là gì với anh? Mình sẽ cà phê offline, mình sẽ đi dạo hay là mình lên một cái tour để mình chạy luôn à? cái hoạt động đầu tiên thì thật ra um, nếu mà nói cho đúng đó, thì đi đón các anh em về để mà dự cái, cái lễ thành lập hốc đó thì cái tiền thành lập hốc ngày hôm đó thì um, đi đón anh em rất là xa bản thân mình là người đi đón hốc hà nội ở quảng bình Cách đoàn nẵng khoảng ba trăm cây còn lại uh, nhưng mà tua thì hầu như là lúc mới thành lập thì chưa có tua nhiều, tua lớn nhất của Hóc Đà Nẵng năm đó là xa nhất mà lớn nhất là đi tham dự sinh nhật của Hóc Sài Gòn. Dạ vâng, thì lúc đó là anh đã sở hữu CVO Roadline chưa hay là mình vẫn đang chạy con Ultra ạ? À? Lúc đó mình đang đi con CVO Ultra. Dạ anh ơi, vậy chuyến đi đầu tiên của họ là tới dự sinh nhật của hốc Sài Gòn Lúc đó thì trong nhóm của mình có khoảng là bao nhiêu anh em mình tham gia chuyến đi đó hả? À? À, mình khoảng mười mấy anh em tham gia đó Cũng đông, đi gần hết Chuyến nó đi à, khá là đông vì anh em mới thành lập Sau mấy tháng chưa đi được tour nào xa Xong rồi có một cái tour lớn như vậy thì kéo nhau đi đó là vui Bọn mình không có đi thẳng đâu, bọn mình đi lên trên Đà Lạt xong rồi mới đi xuống lại Sài Gòn <laughs> là tổng thời gian của cái cái chuyến đi đó là khoảng bao nhiêu ngày vậy anh? cả đi lẫn về thì mất khoảng 6 ngày, sáu 6 ngày, dạ. chứ không ít đâu, sáu ngày. Tại vì đi phải có thời gian cho anh em nghỉ ngơi và và thưởng thức cái 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 văn hóa và cái mà những cái văn hóa vùng miền là phải thưởng thức thưởng thức được hết. À, cho nên mỗi nơi phải có điểm dừng là nửa ngày đến một ngày hoặc tại là như vậy để cho mọi người được nghỉ ngơi, được được ừ, thả lỏng bản thân chứ không phải là cứ lên xe là chạy đâu, Cho nên thời gian nó kéo dài ra thành 5 số ngày, 7 ngày, yeah. tức là mỗi ngày mình đi khoảng uh, tới những cái điểm mà mình mình muốn có cảnh đẹp là mình muốn dừng lại mình uh, về làng ngắm cảnh với lại uh, thưởng thức không khí đúng không anh? thì cũng đơn giản là ví dụ như uh, đi tới phú yên thì phải cho mọi người dừng tắm biển rồi thưởng thức những cái món như mắt cá ngừ đại dương hay là cá à. ngừ đại dương <laughs> rồi lên đà lạt thì lên đà lạt thì phải thưởng thức được cái không khí lạnh của nó chợ đêm chợ đồ khuya lại đi ăn đi uống thưởng thức những cái 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 đặc sản của đà lạt đó đi tour mà phải cho mọi người hưởng thụ chứ và còn về Hóc Đà Nẵng của mình thì sao ạ à? Những hoạt động thường kỳ của mình như thế nào Anh có thể là chia sẻ thêm cho những khán tính giả Và những anh em biker Mình được à hiểu rõ hơn Hốc Đà Nẵng hay là Anh em biker Đà Nẵng Thì cũng như các anh em các vùng miền Cũng như Hóc Hà Nội và Sài Gòn Thì cuối tuần thường có những cái tiệc Nhẹ, cà phê, cà pháo Giao lưu, nói chuyện với nhau Trao đổi những cái câu chuyện thường ngày Để cho Anh em nó khăn khít hơn rồi có những buổi là cho nên cho các thành viên mới của câu lạc bộ rồi của những người mua xe mới do dealer đưa ra chương trình thì bên mình sẽ tham gia hỗ trợ Rồi tại vì phải gặp nhau và cà phê cà pháo nói chuyện vậy thì nó mới ra được những cái tour tiếp đến chứ còn ngồi mà nói chuyện qua điện thoại thì khó để mà lên một cái tour lắm mà trong những cái buổi mà hướng dẫn nó sang toàn với anh Thì ở ngoài đó là không biết là Anh em nào sẽ là người trainer cho Các anh em mới vô vậy anh Thì Training um, thì sẽ có khoảng uh, Bên mình sẽ hỗ trợ khoảng 3 bạn Và bên dealer có hai bạn nữa Tổng cộng là bên Đà Nẵng sẽ có khoảng 5 anh em uh, 5 anh em chuyên training cho các thành viên mới mua xe chẳng hạn như vậy. À, ừ. vậy là anh Phong cũng có trong cái, cái 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 đội đó đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Rồi nếu như vậy thì em là một người gọi là mới chơi Harley Davidson thì thường á, nếu như mà trong những cái buổi tập lái xe an toàn thì cái bài học đầu tiên, những cái bài học đầu tiên mà mình hướng dẫn cho các anh em là thường về về chủ đề gì vậy anh? mình sẽ chỉ các anh em đánh vòng số 8 hay là mình sẽ đi uh, chạy xa hình hay là mình sẽ tập uh, kiểm soát tốc độ hay như thế nào à? Trước tiên thì mình nghĩ là câu chuyện mà xa hình hay là vòng số 8 thì nó nó thuộc về cái đoạn sau rồi. À. Còn mình làm việc với lại mình uh, training với các bạn thì mình sẽ câu chuyện đầu tiên là cách sử dụng ga và số của cái xe, cái xe đó là nó vừa sức hay không nữa mình nhìn cái thể trạng của người ta mình mình đoán được là có vừa sức hay không rồi ga rồi số rồi cách sử dụng xe cho an toàn trước đã trước tiên là phải sử dụng xe cho an toàn kể cả là mình còn hướng dẫn cho các anh em là cách ngã xe như thế nào để không để lại thương tích cho người nếu trong trường hợp ngã xe thì sẽ như thế nào đó. cái câu chuyện đó là câu chuyện đi đầu tiên xong rồi mới tới câu chuyện số 8 hay là dứt dắt hay là góc vuông hay là xoay tròn yeah. là câu chuyện thứ hai nếu vậy thường ví dụ như một chiếc uh, touring Giống như là road light special ừ. hoặc là street light special khi mà đi đường trong thành phố thì mình nên chạy số mấy hoặc với lại là tốc độ vòng tua khoảng bao nhiêu vậy anh? Thì cái này anh chia sẻ thêm cho em cũng như là mọi người được biết nha. Cái này thì thực ra nó tùy vào mỗi người phải cảm nhận được cái xe mình nó đã đồng tốc hay chưa. Thì, thì như mình thì mình có thể đi số 3 hoặc số 4 nó tùy theo tốc độ là 40 hay 50 hay 60 vì trong thành phố thì cũng không thể đi nhanh hơn được và đèn đỏ thường xuyên thì thì câu chuyện này là tùy theo mỗi người cảm nhận được cái cái sự đồng tốc của cái xe mình để sao người ta sẽ giữ cho nó không bị giật không bị giật số không bị dư ga rồi thường thì mình sẽ như mình thì mình sẽ chạy khoảng số 3 thôi chứ mình không không có chạy số nhẹ hơn vì con touring nó khá là nặng đi chậm hay đi nhanh gì nó cũng là một cái kỹ năng nó đòi hỏi là phải cảm nhận được cái xe của mình thì làm sao để cho nó giữ được cái tốc độ mà mình mong muốn mà xe nó vận hành ở trạng thái êm nhất thì mình sẽ đi tầm khoảng ga khoảng hai ngàn rưỡi thôi hai nghìn đến hai nghìn rưỡi là vừa chứ còn thấp hơn nữa thì không được đâu vì đi số 3 mà thấp hơn nữa thì nó sẽ bị tụt ra dạ. dạ như lời của anh Phong Tăng thì đầu tiên cái gì là an toàn cũng là trên hết cả Và những buổi tập kỹ năng lái xe an toàn Tại dealer ba miền của Harley Division Đều có để các anh em đăng ký Mời các anh em mình sẽ theo dõi nha Và một điều quan trọng nữa là Các anh em nên trải nghiệm xe nhiều Mình sử dụng xe nhiều Thì mình sẽ có cảm giác về xe Mình hiểu được nó Thì mình sẽ vận hành nó tốt hơn Đúng không anh Phong? Dạ yeah. đúng rồi Hôm nay hôm nay mình đi như vậy nhưng mà ngày mai mình đi mình sẽ có một cảm giác khác Nó nhanh hơn một chút Nó như vậy thì cái ga đó nó có vừa hay không thì người ta sẽ bạn Chỉ có bản thân người đi mới cảm nhận được Còn mình đi bên cạnh mình không có chỉ được mấy chuyện đó được Dạ vâng um, Không biết là anh Phong còn nhớ ngày thành lập của Hot Chapter Đà Nẵng không à Thì là ngày 10, 10 tháng, tháng 8, 8. Thì theo em ừ. được biết năm 2019 thì mình có tổ chức một cái buổi sinh nhật của Hóc Đà Nẵng cũng khá là lớn. Thì anh Phong có thể chia sẻ cho em về cái kỷ niệm những cái gì động lại cho anh của cái buổi tiệc sinh nhật hôm đó được không anh? Ngày hôm đó thì buổi tiệc thì tổ chức ở một cái bãi biển có bể bơi và sân khấu khá là lớn. Thì thật ra ngày hôm đó mọi người à, cũng kêu nhiều thành ra là cứ gặp ai cũng phải ôm nhau rồi cũng ly một tí thì <laughs> thì cảm giác em đó là đoạn sau là đa số mọi người là xuống hồ bơi mặc dù đang mang đồng phục vậy là cứ nhảy hồ bơi hết rất là vui rất là phê mà đông kinh khủng luôn đông ngày hôm đó gần năm trăm 500 người, à, 500 người là có sự góp mặt của các anh em vùng miền khác đúng không anh? Dạ, bài cơ dạ, cảnh cả đúng, đúng, đúng rồi. À. Còn bài mà 500 người với như vậy là không biết là mình tổ chức cái địa điểm mình ở đâu rồi anh, tại vì 500 người thì nó có thể nói là số lượng khá lớn. Hôm đó thì Hóc Đà Nẵng cũng chuẩn bị khá là tốt, mặc dù lần đầu tiên tổ chức tiệc nhưng mà chuẩn bị khá là tốt. Thì thuê một cái sân của một cái resort nằm giữa đà nẵng và hội an thì có bãi biển có bể bơi có sân cỏ cho mọi người ngồi thoải mái luôn thì bia hoặc các kiểu thì sẵn nói chung là cái bữa tiệc ngày hôm đó đà nẵng mình đánh giá là làm rất là tốt rất là vui cho mọi người Dạ, yeah, em được biết là vào khoảng thời gian cuối năm 2020 thì bên mình có làm một tour vào Sài Gòn để cùng dự sinh nhật với Hóc Sài Gòn. Vậy thì cái lịch trình đó, chuyến đi đó của mình là có kết hợp là khám phá thêm vùng đất nào nữa không anh Phong? Chuyến đi dự sinh nhật Hóc Sài Gòn là cũng là <laughs> chính là chuyến đi của Hóc Hà Nội và Hóc Đà Nẵng đi... Mình kết hợp với nhau. Yeah. Đúng rồi cực đông và cực nam tổ quốc xong rồi quay về Sài Gòn là giữ sinh nhật. À, tức là mình sẽ đi à. chinh phục cực nam trước xong rồi mình mới quay về Sài Gòn. Đúng rồi. À. Đúng rồi. À. 6 ngày trải nghiệm. 6 dạ. ngày đó mà vui lắm. <laughs> và hình như là em có nghe nói là cái chuyến đi này nó cũng nằm trong cái series chuyến đi Thunder Tour đúng không anh? thì không biết là cái chuyến đi này nó có đúng cả nghĩa đen với là nghĩa bóng không mà À? Em em cũng biết rồi là động cơ của hạt lây mà nó như sống nổ ngoài đường vậy đó. Mỗi cung đường đi qua là là thường là sinh nhật khắp Sài Gòn nó sẽ rơi vào tầm gần cuối năm. Thì mùa mưa bão nữa. Mùa mình đi trong cái thời tiết đa số là mùa mưa bão và luôn. À, và xe um, nổ ầm Rồi uh, cung đường như vậy Thời tiết thì mưa bão Thì em nghĩ nó có giống suôn được tua hay không? <laughs> dạ rất là chính xác cái phép tên gọi của uh, chuyến đi luôn à Và như anh Phong đã chia sẻ là Thời <laughs> gian anh nay di chuyển vào Hồ Chí Minh Thì khoảng uh, từ uh, 6 đến 7 ngày đúng không anh? Và anh Phong uh, cảm thấy trên... Uh, chuyến đi đó thì cung đường nào là anh thấy đẹp nhất à? thực ra thì thực ra thì cũng rất là khó so sánh vì ở Việt Nam mình cung đường nào nó cũng đẹp cả cái đoạn đường bọn anh đi mỗi mỗi một cái đèo rồi mỗi một cái lộ trình thì không có cái nào là không đẹp hết phê lắm tất cả mình thấy cung nào cũng đẹp và tất cả các quý vị, các bạn khán thính giả có thể xem thêm những hình ảnh mà anh Phong Tân vừa nói của những chuyến đi của hội trên fanpage Đà Nẵng Hot Original. Và đây là nơi lưu giữ rất là nhiều kỷ niệm những chuyến đi của hội từ miền Bắc cho tới miền Nam. Dạ vâng, thì mình trở lại với cái vấn đề Thunder Tour hồi nãy thì không biết là ngoài cái cái chuyến đi chinh phục cực Nam đó thì còn cái chuyến đi nào nằm trong cái chuỗi Thunder Tour không anh? Ngoài chuyến đi đó mình còn mấy lần nữa đi thì nhưng mà mình uh, um, um, cảm thấy mà sướng nhất mà phê nhất là cả um, Ba Hóc, cả Ba Hóc, Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng cùng đi uh, chinh phục tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc. Chuyến đó phê. Dạ một ngày nó sẽ cho mình bốn cái cung thời tiết luôn trong một ngày luôn nắng mưa lạnh các kiểu mưa là không thể thấy đường mà chạy luôn và nắng thì nắng cũng gắt kinh khủng nhưng tối lại là lạnh tối lại là lạnh là phải ma ấm. <laughs> nói chung là tới đại đến đèo đi phê sướng và một cái đặc biệt là được đi gia đình học của cả đất nước Ba miệng là phê rồi Dạ vâng thì trong cái chuyến mà Tứ Đại Đỉnh Đèo đó Là anh em hot Sài Gòn sẽ chạy ra Với hot Đà Nẵng Xong rồi cả hai hot sẽ chạy ra miền Bắc với anh em đúng không anh? Thực ra thì uh, chuyến đi đó thì Vì chuyến đi đó kéo dài tới 11 ngày Nên uh, cái thời gian để mà chạy từ Sài Gòn ra Và chạy từ Đà Nẵng ra <laughs> Nó hơi mất thời gian Nên uh, chuyến đi đó là Đà Nẵng là có một số anh em chạy ra Còn những anh em bận thì gửi xe ra. Gửi xe ra ha, dealer Hà Nội để mà đi Tây Bắc. Vì chuyến đi đó kéo dài lắm, 11 ngày tổng cộng đó. Anh ơi, vậy còn những chuyến đi khác thì sao ạ? Anh có ký ức nào mà muốn chia sẻ thêm để các khán thính giả được nghe thêm không ạ? Ừ. Ở các chuyến đi khác của Hốc Đà Nẵng á, thì theo mình á là các các biker không riêng gì Hốc hay là không Hốc thì nên đi. Đi vì Việt Nam rất là đẹp. Đi để trải nghiệm. Đi hoài cũng không hết cảnh đẹp đâu. Nhưng mà tới giờ này mình cũng không thể uh, tự tin nói là được đi hết khắp Việt Nam. Không có đâu. Chưa. Mình vẫn còn muốn đi ở Việt Nam. Muốn được đi nhiều nữa là khác. Dạ vâng. Khi mà em coi những hình ảnh, theo dõi những hình ảnh của Hot Đà Nẵng Chapter thì em thấy là bên hội mình có một cái chuyến đi... Đó là đi chuyến đi măng đen thì em không biết là măng đen là nó nằm ở đâu vậy anh và cái chuyến đi đó là cái hành trình nó diễn ra như thế nào ạ à? măng đen thì là nó nằm ở cung tâm à, nó thuộc địa phận của cung tâm và ở đó không khí không khác gì đà lạt mặc dù chỉ cách đà nẵng là khoảng 350 trăm cây <laughs> bắt buộc mình phải đi đường đèo là so lên còn nếu mà đi đường quốc lộ lên thì rất là xa Đi đường quốc lộ lên thì khoảng 500 cây Còn đi đường đèo là so lên thì khoảng 30 cây Rất là gần, Đà Nẵng đi đèo là so lên rất là gần Nên uh, mọi người hay chạy măng đen để thưởng thức cái không khí của măng đen Vì không khí măng đen là giống như một cái Đà Lạt thứ hai Cực kỳ thú vị và phải nói thật một điều nữa là ẩm thực trên đó khá là ngon <laughs> ví dụ như mà là cái món ăn nào mà anh thích nhất khi mà anh uh mình đi tới măng đen mình mình, mình chơi với anh à, trên đó thì thứ nhất là nó có măng nè rồi à, gà nướng cơm lam nữa đó là ẩm thực còn à, trên đó còn tại măng đen còn có một cái nhà thờ rất là lớn nhà thờ rất là lớn à, mọi người cũng hay đi lễ ở đó và có một cái thác mình nhớ không nhầm là thác Pasi. thác Pasi là khá là đẹp Dạ các anh em biker cũng như là các quý vị ở nhà mà nghe được cả anh Phong Tăng mình chia sẻ những chuyến đi những món đặc sản hay là những cung đường nè cảm thấy rất là vui và có thể tưởng tượng ra được những chuyến đi sắp tới sẽ như thế nào và hy vọng là năm sau khi mà sinh nhật của Hóc Đà Nẵng thì anh em hai đầu của Việt Nam sẽ cùng ra chung vui, cùng nhau khám phá thêm về vùng đất miền Trung mà. Sang năm cũng là năm thứ tư của sinh nhật Hóc Đà Nẵng rồi. Thành ra là mình bản thân mình cũng hy vọng là có thể đón được anh em biker trên mọi miền tổ quốc về với Hóc Đà Nẵng lúc đó là chắc là nhờ anh cũng như là anh em của hot đà nẵng dẫn tên lên măng đen thì thực sự là lần đầu tiên em mới được nghe về một cái địa danh là măng đen thì uh, hy vọng là sẽ được hot đà nẵng chấp tờ mình đón tiếp <laughs> được mình nghĩ là thay vì đi đường quốc lộ thì các bạn đi đường đông trường sơn thì hot đà nẵng sẽ bố trí và anh em đón các bạn ở màn Đen cho các bạn chơi màn Đen một đêm đi rồi ngày hôm sau đưa về Đà Nẵng Dạ cảm ơn anh ạ à. Và mọi người ơi thì đợt dịch vừa qua thực sự là rất là khó khăn Em được biết là Hóc Đà Nẵng Chapter cũng đã có rất là nhiều hoạt động để hỗ trợ bà con trong thời gian vừa qua Và cũng giống như những hội Hóc khác bên cạnh những chuyến phi lưu họ luôn có những đóng góp cho xã hội Và trong năm 2021 này Hội đã có chuyến đi từ thiện với bà con ở xã Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị và thì... anh ơi trong chuyến đi đó thì hội của mình có phải gặp trở ngại gì không Khi mà muốn tận tay đem những món quà tặng đến cho bà con ạ à? Thực ra thì câu chuyện nó là như này à, Sau Tết thì là dịch Rồi à, cũng may cho Hốc Đà Nẵng là đi từ thiện được chuyến đó xong về là dịch luôn Chuyến đó là mình đi vào ngày 17-18 tháng 4 sau 30 tháng 4 thì là dịch và trước đó hồi lúc mà nó mới ra tết cũng là dịch cho nên là hầu như không 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 có hoạt động gì được nhiều chúng nó đi thì cự ly khá là gần chỉ khoảng đi lên rồi về chỉ khoảng 600 cây thôi không có nhiều nhưng mà xã ba tầng thì nằm ở sát biên giới nên bà con cho nó khá là vất vả thì à, mọi người à, hóc đà nẵng giúp tơ mới tính câu chuyện là hỗ trợ cho bà con là nhu yếu phẩm ưu tiên cho trẻ em là sữa và các thiết bị trường học để hỗ trợ cho trẻ em vùng cao. Còn cuộc đi thì chỉ có rất là ngắn gọn thôi. Hôm nay đi mai về vì vì cự ly khá là gần nên à, à, anh em đi cũng hầu như không có trở ngại gì, đường cũng khá là tốt, khá là ok. Như vậy là cái chuyến đi đó là nó gọi là khá là thuận lợi phải không anh? đúng rồi trước đây đó bọn mình đi khá thuận lợi thì không biết là cái đợt dịch sau này đợt dịch hồi tháng 6 á mi thì hội Hot đà nẵng chapter cũng như là bản thân anh à mình có những hoạt động thiện nguyện gì không ạ à? bản thân mình thì mình không nói đến làm gì nhưng mà về hoạt động của hội thì ốc đà nẵng cũng uh, đóng góp cho các bà con ở vùng dịch ngay trên địa bàn thành phố thôi vì cũng không không thể đi ra ngoài được um, khá là nhiều nhu yếu phẩm uh, khoảng 5 tấn gạo và một số nhu yếu phẩm khác cho bà con ở trong vùng dịch còn đang khó khăn vì không ra ngoài được nên là 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 là, là phải hỗ trợ như vậy đó là cái hoạt động trong vùng trong cái thời điểm dịch đó. Dạ, những chuyến đi như vậy mang đến cho anh em rất là nhiều kỷ niệm đẹp, những hành trình, những cung đường đẹp và cho chúng ta sự gắn kết, kết nối tinh thần. Đó chính là xây dựng thêm văn hóa của Harley Davidson, đó là giao lưu và phát triển. Và cũng trong đợt dịch vừa rồi thì anh Phong cũng như là các anh em ở ngoài Đà Nẵng đã có những hoạt động cực kỳ thiết thực, giống như là đã hỗ trợ bà con khi mà mình chạy xe về quê đúng không anh? mình có hỗ trợ cho bà con là một đoạn đường giúp bà con có thời gian để mình nghỉ ngơi thì anh Phong chia sẻ cái cái hoạt động đó giúp tụi em nha <laughs> cái này thì nó cũng hơi khó vì một số anh em ngoài cái ngoài cái việc là đi chơi ra thì còn tham gia vào cái các cái câu lạc bộ bán tỏi của thành phố nên vừa rồi bà con về khá là vất vả ừ, trong hóc mình có vài anh em là tham gia vào hỗ trợ đưa bà con từ đèo lò so về đến hầm hải vân rồi cho tặng quà các kiểu hỗ trợ các kiểu à, cho trẻ em có cho người lớn có nói chung là nhu yếu phẩm và tiền ừ, vấn đề chính là câu lạc bộ bên à, mình thì hỗ trợ con người và phương tiện một phần thôi Ừ, để đưa bà con trong những cái lúc mà mưa lũ rồi người lã đi vì không không đủ sức khỏe để mà chạy tiếp thì, à, đi kèm đó là có những bạn thanh niên tình nguyện sửa xe cho bà con hỗ trợ cho bà con những cái đoạn đường mà nói chung là đèo là xo so xuống khá là nguy hiểm. Nếu mà chạy xe máy đèo là xo so xuống nguy hiểm lắm. À, vừa rồi trên đó chưa đến đoạn mà tiếp xúc tiếp giáp với đội bên mình thì cũng có điều không hay nó xảy ra thành ra là mình mình cũng nhận thấy được là, là cái câu chuyện chạy đèo là xo so cho bà con giữa đêm khuya như vậy là cực kỳ nguy hiểm nên một số anh em cũng hỗ trợ hết sức làm được những gì có thể trong cái sức của mình để hỗ trợ cho bà con Dạ vâng, những hoạt động cực kỳ ý nghĩa và qua lời chia sẻ của anh Phong thì chúng ta có thể thấy được là tấm lòng của anh Phong cũng như của Hội Hót Đà Nẵng đã muốn giúp đỡ bà con của mình như thế nào trong đợt dịch vừa qua. Và chúng ta đã được nghe cũng như là biết thêm về anh Phong cũng như là về Hội Hót Đà Nẵng Chapter. Và trước khi kết thúc chương trình với tư cách là một người chơi xe mô tô lâu năm, một người yêu thích các dòng xe của Harley Davidson anh có lời nhắn nhủ gì tới các anh em cũng như là những bạn trẻ có đam mê mô tô không ạ? À? <laughs> Thực ra thì mình mình cũng chỉ mong là anh em biker kết nối được lại với nhau càng đông thì càng vui à, để có những cái hoạt động để có những cái chuyến đi để có những cái hành trình nó đẹp và thú vị để để mình được thả lỏng để mình được kết nối với anh em rồi mình từ đó mới có những cái câu chuyện gọi là những cái hoạt động thiện nguyện cho xã hội đóng góp cho xã hội nhiều hơn còn về cung đường các kiểu thì việt nam mình rất là đẹp không không nhất thiết phải đi đâu ừ, trong cái thời điểm mà đang dịch này chưa biết sẽ như thế nào thì chúng ta cứ đi quanh việt nam đi còn về à, dòng xe thì mình cũng không dám nói gì nhiều vì 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 mình cũng đi bốn năm cái xe thắt lây rồi thì mình cũng khuyên các bạn một điều là nên thử trải nghiệm nên thử trải nghiệm chỉ vậy thôi trải nghiệm sao là bị ghiền giống như anh đúng không ạ <laughs> cái câu chuyện ghiền hay không thì mình không không chia sẻ được hết những cái, cái mình đang uh, đang suy nghĩ hoặc là đang đang hưởng thụ cái 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 việc cởi chiếc mã Play còn mình chỉ nói điều đơn giản là uh, mỗi người có một đam mê nhưng mà nên thử trải nghiệm để biết có thể yeah. thích và không thích thì mình mình chưa hiểu mình chưa biết được tùy mỗi người nhưng mà theo mình vẫn là nên nên trải nghiệm. Dạ vâng, lời nhắn nhủ của anh Phong Tăng muốn gửi đến tất cả các anh em biker đó là chúng ta hãy trải nghiệm đã hãy trải nghiệm xong rồi chúng ta sẽ biết là đam mê của mình là ở đâu Và lời nhắn nhủ vừa rồi của anh Phong Tăng cũng đã thay lời khép lại tập 4 của chương trình ngày hôm nay Thay mặt cho Harley Davidson Việt Nam Emmy và Thông rất cảm ơn anh Phong Tăng đã dành thời gian của mình đến đây chia sẻ câu chuyện về Hóc Đà Nẵng Chapter Và xin chúc anh và tất cả các quý vị có một ngày thật là tuyệt vời Sau chương trình thì tụi em sẽ gửi đến tầng tới anh một món quà đặc biệt từ Harley Davidson Việt Nam. Mong rằng anh cũng như là các anh em của hội Đà Nẵng Hot Chapter sẽ ngày càng phát triển, lan tỏa tinh thần biker đến với nhiều anh em hơn ạ. À. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tập 4 của Chaos of Freedom. Và trong số kế tiếp theo sẽ là một vị khách mời đặc biệt nào đây? Và cái trải nghiệm sẽ như thế nào? Bí mật sẽ được bật mí trong tập 5. Xin chào! Và hẹn gặp lại!